Tháng 9 là thời điểm Tây Nguyên, vùng sầu riêng lớn nhất cả nước vào vụ thu hoạch rộ. Trong khi đó, sầu riêng các nước Đông Nam Á khác đã vào cuối vụ, sản lượng hạn chế hoặc chỉ còn sản phẩm đông lạnh. Đây là lợi thế rất lớn để Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng này. Dù vậy, ngành hàng sầu riêng cũng đối mặt nhiều biến động khi liên tục bị cảnh báo vi phạm về kiểm dịch thực phẩm, chưa có bất cứ quy định nào để kiểm soát chất lượng. Tình trạng này đang khiến sầu riêng Việt Nam bị giảm uy tín, nguy cơ khó giữ được thị trường xuất khẩu bền vững dù đang có rất nhiều lợi thế.